Phật khắp mười phương cúng dường ngôi Tam Bảo, thề trọn đời giữ đạo theo tự tính làm lành, cùng pháp giới chúng sinh cầu Phật từ gia hộ, tâm Bồ Đề kiên cố, trí tu đạo vững bền, xa biển khổ nguồn mê, chóng quay về bờ giác. Nam mô Hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô Hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô Hương cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Nam mô mười phương pháp giới thường trụ Tam Bảo Tác Đại chứng minh. Chúng con nương oai lực Bồ Đề của mười phương chư Phật, bạch thỉnh hết thảy chư Bồ Tát cùng chư Thánh Hiền Tăng theo hạnh nguyện của các Ngài, quang giáng nơi pháp hội chứng minh và gia hộ cho chúng con. Cùng nương oai lực của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, thỉnh hết thảy chư chúng đã phát tâm Bồ Đề, chư thiên chư thần đồng nhau làm hộ pháp, hết thảy quỷ thần vì lợi ích của mình khởi tâm hoan hỷ tinh tấn hộ trì nương oai lực Phật, vân tập về nơi pháp hội hôm nay theo sự thỉnh cầu của chúng con và gia hộ cho chúng con. Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con. Chúng con xin kính bạch chư hộ pháp chốn giả Nam chùa Ba Vàng, xin các Ngài ủng hộ cho chúng con. Kính bạch các Ngài, nương lòng từ bi và sự chỉ dạy trên sư phụ, nhân mùa an cư kiết hạ của chư Tăng, đệ tử chúng con Tăng Ni Phật tử chùa Ba Vàng, xin thành tâm đôi trước Tam Bảo phát nguyện tu tập theo ba tháng an cư kiết hạ của chư Tăng, để tán thán công đức Tam Bảo, tu bồi rơi đức, tăng trưởng phước lành. Hôm nay, đệ tử chúng con vân tập về nơi Đại Hùng Bảo Điện, chúng con dâng nén tâm hương, khải bạch Tam Bảo chứng minh gia trì, chư hộ pháp ủng hộ cho chúng con phát nguyện tu tập các công đức theo mùa an cư kiết hạ của chư Tăng. Giờ này chúng con xin tu tập theo kinh Diệu Pháp Liên Hoa, phẩm 14, phẩm An Lạc Hạnh. Chúng con xin nguyện đem công đức lành này hồi hướng đền ân chư Phật, báo tứ trọng ân, phát nguyện đời đời kiếp kiếp nương nguyện Bồ Đề của mười phương chư Phật, để hộ trì Tam Bảo, truyền tải Phật pháp rộng khắp thế gian, đem tất cả công đức hồi hướng cầu vô thượng Bồ Đề. Và hiện tại chúng con hồi hướng công đức mong nguyện chính pháp của Phật được tuyên dương, các bậc thánh tăng xuất hiện nơi đời hoằng dương chính pháp của Phật, đem hạnh phúc cho nhân thiên và muôn loài, các chúng ác ma phá hoại Phật pháp, cùng chúng ngoại đạo được duyên giác ngộ. Nguyện trên sư phụ được sức khỏe, trụ thế Sa Bà được giải lâu, để hoằng dương giáo pháp của Phật phổ độ quần sinh. Và nguyện cho cha mẹ hiện đời của Tăng Ni Phật tử tại chùa được mạnh khỏe, tăng thêm tuổi thọ, thân bằng quyến thuộc được nhiều lợi ích, sớm có duyên lành tu theo chính pháp của Phật. Nguyện cho gia tiên tiền tổ hiện kiếp, cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp, cùng các chúng oan gia trái chủ của Tăng Ni Phật tử tại chùa nương nơi công đức tu tập của chúng con mà được giác ngộ hoan hỷ, được nương tựa vào chính pháp của Phật tu tập giải thoát. Chúng con cũng nguyện hết thảy chư thiên chư hộ pháp long thần hộ trì cho đất nước Việt Nam luôn có được minh quân,
giữ gìn bờ cõi an ổn nhân dân, khiến cho mọi người được sống trong hòa bình an lạc, ủng hộ cho Phật Pháp khiến được thịnh hưng, nguyện cho thiên tai dịch bệnh tiêu giảm muôn loài, được an lạc trong giáo pháp của Phật. Chúng con ngưỡng nguyện mười phương chư Phật chứng minh công đức, phát nguyện tu tập hồi hướng của chúng con, cho sở nguyện của chúng con sớm được thành tựu. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô thường gia hộ Bồ Tát Ma Ha Tát. Chí tâm đảnh lễ Nam mô Thập Phương Hư Không Giới Nhất Thiết Chư Phật. Chí tâm đảnh lễ Nam mô Thập Phương Hư Không Giới Nhất Thiết Tôn Pháp. Chí tâm đảnh lễ Nam mô Thập Phương Hư Không Giới Nhất Thiết Hiền Thánh Tăng. Pháp vi diệu rất sâu vô thượng, trăm nghìn muôn ức kiếp khó gặp. Nghe con nay thấy nghe đường thọ trì, nguyện hiểu nghĩa chân thực của Như Lai. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hơn sáu muôn lời thành bảy quân, rộng chứa đựng vô biên nghĩa màu. Trong cổ nước Cam Lộ rịnh nhường nghề, trong miệng chực đề hồ nhỏ mang, bên răng ngọc trắng tuôn xa lời, trên lưỡi sen hồng phong hào quang. Dầu cho tạo tội hơn núi cả, chẳng nhọc diệu pháp vài ba hàng. Nghe Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nghe Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nghe Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát. Thank you.
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Quyền thứ năm, Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm An Lạc Hạnh thứ 14. Lúc bây giờ Ngài Văn Thu Sư lời Đại Bồ Tát Bạch Phật rằng: Thế Tôn, các vị Bồ Tát này thiệt là ít có, vì kính tuân Phật nên phát thệ nguyện lớn ở nơi đời ác sau, chỉ đọc nói kinh Pháp Hoa này, Thế Tôn, các vị Đại Bồ Tát ở đời ác sau thế nào mà có thể nói kinh này? Phật bảo Ngài Văn Thù Sư lời: Nếu vị Đại Bồ Tát ở đời ác sau muốn nói kinh này, phải an trụ trong bốn pháp, một an trụ nơi hành xứ và nơi thân cận xứ của Bồ Tát thời, có thể vì chúng sinh mà diễn nói kinh này. Văn Thù Sư lời: Thế nào gọi là chỗ hành xứ của Đại Bồ Tát? Nếu vì Đại Bồ Tát an trú trong những nhục hòa diệu khéo tuân mà không vụt chạc lòng, cũng chẳng kính sợ lại ở nơi pháp không phân biệt mà quan tướng như thật của các pháp, cũng chẳng viện theo chẳng phân biệt, đó gọi là chỗ hành xứ của Bồ Tát. Thế nào gọi là chỗ thân cận của Đại Bồ Tát? Vì Đại Bồ Tát chẳng gần gũi quốc vương, vương tứ đại thần quang trương, chẳng gần gũi cả ngoại đạo phạm chi ni kiền tử vân vân, và chẳng gần những kẻ viên sanh thế tục cá ngâm sách ngoại đạo, cùng với phái lỗ già già đà, phái nghịch lỗ già già đà, cũng chẳng gần gũi những kẻ chơi hung hiểm đâm nhau đánh nhau và bọn na la vân vân, bày càng cuộc chơi biên nghiêng lại, chẳng gần gũi bọn ăn thịt và kẻ nuôi heo dê gà cho săn bắn chài lưới hàng người sống với nghề ăn. Những người như thế hoặc có lúc lại đến thời Bồ Tát, vì nói pháp không có lòng mong cầu, lại chẳng gần gũi những tỳ kheo ni. Nếu ba tăng ngư ba di an người cầu qua thánh văn hoàng ở trong vòng hoàng chỗ kinh hành hoàng ở trong giảng đường chẳng cùng ở chung hoàng, có luôn những người đó lại đến Bồ Tát theo cơ nghi nói pháp không lòng mong cầu. Văn Thù Sư lời lại: Vì Đại Bồ Tát chẳng nên ở nơi thân người nữ, cho là tưởng có thể sanh tư tưởng dục nhiệm mà vì nói pháp, cũng chẳng ngứa tay nếu vào nhà người, chẳng cùng với gái nhỏ gái trinh gái qua vân vân, chung nói chuyện cũng lại chẳng gần nắm giống người bất nam để làm thân hậu, chẳng riêng mình vào nhà người, nếu lúc có nhân duyên cần riêng mình vào thời chuyên một lòng niệm Phật. Nếu vì người nữ nói pháp thời chẳng hở răng cười, chẳng bày hồng ngừng, nhưng đến vì pháp mà còn chẳng thân hậu, huống lại là việc kháng chẳng ngứa nuôi đệ tử xa di in tuổi, và các trẻ nhỏ cũng chẳng ưa cùng chúng nó đồng một thầy thương ưa ngồi thiền ở chỗ vắng tu nhiếp tâm mình. Văn Thù Sư lời: Đó gọi là chỗ thân cận ban đầu. Lại nữa, vì Đại Bồ Tát quan sát những thiên pháp không như từng tượng, chẳng điên đạo, chẳng đồng, chẳng thôi, chẳng chuyện như không, không có từng tánh, từng cả lời nói phổ nhân, chẳng sanh, chẳng xuân, chẳng khởi, không danh, không tướng thật, không chỗ có, không
không lường, không ngăn, không ngại, không chướng, chỉ do nhân duyên mà có tứ điên đảo, mà dẫn cho nên nói thường ngữ quang sáng pháp tướng như thế, đó gọi là cho thân cần thứ hai của vị Đại Bồ Tát. Lúc đó Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng, nếu có vị Bồ Tát ở trong đời ác sâu, lòng không hề sợ sệt muốn nói kinh pháp này, nên chú vào hành xứ và chú thân cận xứ thường xa rời quốc vương và con của. Quân viện quang đại thần quang lớn, kẻ chơi viện hùng nghiêm cùng bọn chiến đà la hàng ngoại đạo phạm chế cùng chẳng nghe gần cuối hàng người tăng thương mạng hàng ngọc và tham chấp kinh luật luận tiểu thừa những tỳ kheo phá giới danh tự a la hán và những tỳ kheo ni ưa thích chơi giỡn cười các vị ưu bà di tham mê năm mong dùng câu hiến tại diện đồ đều chớ có gần gũi, nếu những người đó dùng tâm tốt mà đến tại chỗ của Bồ Tát để vì nghe Phật đạo, Bồ Tát thời nên dùng lòng không chút sợ sệt, chẳng có niệm mong cầu mà vì chúng nói pháp nhưng gài qua gài Thái Trinh và các kẻ bất nam đều chớ có gần gũi để cùng làm thân hầu, cùng trở nên gần gũi kẻ đồ tề căng thái răng băng và chài lưới vì lời mà dên này bản thân đệ tử sống buôn bán sắc gái đẹp. Những người như thế đó đều chớ có gần gũi các cuộc chơi giỡn giữ hung hiểm đâm đánh nhau và những dâm nữ thảy tròn chớ có gần gũi, chớ nên riêng chỗ khuất vì người nữ nói pháp. Nếu lùng vì nói pháp chẳng đắng chơi dần cười khi vào xóm gần từng vài dặn một tỳ kheo, nếu không có tỳ kheo phải một lòng niệm Phật đây thời gọi tên là hành sự thân cần sử dụng hai xứ trên đây có thể an lạc, nói lại cũng chẳng viện theo pháp thượng trung và hạ. Ưu vi ấy vô vi thiền cùng phạm chẳng thiền cùng chẳng có phân biệt là nam là nữ, tay lại chẳng đăng cảng pháp chẳng biết cùng chẳng đây đây thời gọi tên là hành sư của Bồ Tát. Tất cả các món pháp đều không chẳng chỗ có, không có chút thường chỗ quận cũng không khởi diệt, đây gọi là thân cận chỗ người trí hằng nương, chớ đạo điên phân biệt các pháp có hoặc không. Không là thân chẳng phải thực, là sanh chẳng phải sanh, ở nơi vắng về xưa trâu nhiễm tâm mình ăn đủ chẳng lấy động như thể núi tu di quán sáng, tất cả pháp thầy đều không từng có, dường như khoảng hư không, không có chút bền chắc, chẳng sanh cũng chẳng xuất, chẳng động cũng chẳng thôi, thường trụ một tương thế đó gọi là cần sự. Nếu có vị tỳ kheo sau khi ta diện đổ vào đường ăn xứ này và thân cần sự đó đợi luôn nói kinh này, không có lòng nghe giờ vì Bồ Tát có luôn vào nơi nhà tình tân lòng nghĩ nhớ chân chánh theo đúng nghĩa quang pháp. Từ trong thiền định dạy vì các bậc quốc vương vương tử và quán dân hàng bà la môn thầy mà khai hòa diễn bày rộng nói kinh điển này tâm vì đó an ổn, không có chung khiêm nhường vắng thua sẽ lời này đó gọi là Bồ Tát an trụ trong sơ pháp, có thể ở đời sau diễn nói kinh pháp hoa lại văn thù dư lời sau khi đừng như lai diệt độ ở trong đời mạt pháp hôn.
nói kinh này phải chủ nơi hành an lạc, hoặc miệng tuyên nói, hoặc lúc đọc kinh đều chẳng ưa nói lỗi của người và của kinh điển. Cũng chẳng ghen mang cả pháp sự khác, chẳng nói việc hay giờ tốn xấu của người, càng ở nơi hàng thanh văn cũng chẳng kêu tên nói lỗi quay của người đó, cũng chẳng kêu tên ghen người, điều tốt của người đó lại cũng chẳng sinh lòng oán hiểm, vì khéo tu lòng an lạc như thế nên những người nghe pháp không trái ý có chỗ gán hỏi. Chẳng dùng pháp tiểu thừa đảm chi dùng pháp đại thừa, mà vì đó dài nói làm cho đặng bận nhân thiên dụng tri, khi ấy đừng Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng vì Bồ Tát thương ưa an ổn nói kinh pháp ở nơi chỗ thanh tịnh mà sắp đặt sáng tòa, dùng hương dầu xoa thân tắm gội các bụi dơ, mặc y mới sạch sẽ trong ngoài đều sạch thơm, ngồi ăn nơi vang tòa theo chỗ hỏi, vì nói nếu có vị tỳ kheo cùng với tỳ kheo ni các hàng ưu ba tăng và hàng ưu ba di quốc vương và vương từ các quan cùng sĩ dân dùng pháp nghĩa nhiệm màu vui vẻ, vì họ nói nếu có người gặng hỏi theo đúng nghĩa mà đáp nhân duyên hoằng thí dụ dài bày phân biệt nói dùng trí phương tiện này đều khiến kia phát tâm lần lần thêm đông nhiều vào ở trong Phật đạo chữ lòng lười biên chế cùng với tưởng giải đại xa rời càng ưu đạo tâm từ lăn nói pháp ngày đêm thường tuyên nói giáo pháp vô thường đạo dùng càng việc nhân duyên vô lượng món đi dù mở bảy dạy chúng sanh đều khiến chúng vui mừng nghi vùng cung độ năm đồ ăn uống tuôn tan mà ở nơi trong đó không có chỗ mong cầu, chỉ chuyên một lòng nhớ nhân duyên nói kinh pháp nguyện ta thành Phật đạo khiến mọi người cũng vậy đó là lời lành lớn là an vui cung dường sau khi ta diện đồ, nếu có vị tỳ kheo có thể diện nói được kinh diệu pháp hoa này lòng không chút ganh hờn không can nào chướng ngài cũng lại không yêu sâu và cũng mang nhiên tài lại cũng không sợ sệt không giao gậy đánh đập cũng không xua đuổi ra vì an chủ nhẫn vậy người chi khéo tu tập tâm mình được dường ấy. Tời ấy trụ an lạc như ta nói ở trên công đức của người đó trong nghìn muôn ứng kim tinh kệ hay thì dù nói chẳng thể hết đặng lại văn thu giữ lời vì đại Bồ Tát ở đời ruộng sâu luôn pháp gần diệt mà thọ trì đọc tụng kinh điển này chớ ôm lòng ganh ghét rùa rồi cũng chớ khinh mắng người học Phật đạo vạch tìm chỗ hay giờ của kia nếu hàng tỳ kheo ni ưu bà tăng ưu bà di hoàng cầu thanh văn hoàng cầu diện giang hoàng cầu Bồ Tát đạo đều không đặng làm nào đó khiến cho kia sanh lòng nghi hoặc mà nói với người đó rằng cả người cánh đạo rất xa tròn không thể đặng bậc nhất thiết trùng chi. Vì sao? Vì các người là kẻ buông lung biếng chế đối với đạo lại cũng chẳng nên ý luôn các pháp có cho danh cai vai ở nơi tất cả chúng sanh gợi tượng đại bi đối với con đứng như lai danh tượng như cha lành đối với các Bồ Tát tượng là bậc đại sư với các đại Bồ Tát ở mười phương phải tâm tâm lệ lạy với tất cả chúng sanh đều đình đang nói pháp vì thuận theo pháp nên chẳng nói nhiều chẳng nói ít nhân đến người rất ưa pháp cũng chẳng vì nói
nhiều. Vâng thù sẽ lời vì Đại Bồ Tát ở đời ruộng sâu lung pháp muôn diệt nếu thành tiêu đường anh an làng thứ ba đây tới lùng nói pháp này không ai có thể nào loạn đằng bằng đồng hồng tôn chung cùng đồng tôn kiến này cũng đằng đại chúng thường đến nghe thọ nghe rồi hay nhớ nhớ rồi hay tụng tụng rồi hay nói rồi hay chém hoàng bảo người chém cúng dường kinh quyền cung kính tôn trọng người khen lúng bấy giờ đừng thế tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng nếu muốn nói kinh này phải bỏ lòng ganh hơn ngạo đua dối tả người thường tu hành chân đừng chẳng nên khinh miệt người cũng chẳng khi luận pháp chẳng khiến kia nghi ôi rằng người chẳng thành vân vân từ đó nói pháp thường nhu hòa hay những từ bi với tất cả chẳng sanh lòng biên trệ Bồ Tát lớn mười phương thương chúng nên hành đạo phải sanh lòng cung kính đó là đại sư ta với các Phật Thế Tôn tưởng là cha vô thượng phá nơi lòng kiêu mạn nói pháp không chướng ngại pháp thứ ba như thế người chỉ phải giữ gìn một lòng an lạc ngàn vô lương chúng cũng kính lại vâng thù dư lợi các vị đại Bồ Tát ở đời ruộng do luôn pháp gần diện có vị nào trì kinh pháp hoa này ở trong hàng người tại gia xuân gia danh lòng từ lớn ở trong hàng người chẳng phải Bồ Tát sanh lòng bi lớn phải nghĩ thế này những người như thế thời là mất lợi lớn đừng như lại vương tiền tùy nghĩ nói pháp chẳng nghe chẳng biết chẳng ngay chẳng yêu chẳng tin chẳng hỏi người đó dâu chẳng hỏi chẳng tin chẳng yêu kinh này luôn ta đằng đạo vô thường danh đằng danh giang người đó tùy ở chỗ nào ta dùng sức thần thông thức trí huệ dẫn dắt đó khiến đặng chủ trong pháp này văn thù sư lợi vị đại Bồ Tát đó ở sau lũng như lai diện đồ nếu thanh tiêu đằng pháp thứ tư này thời luôn nói pháp này không có lầm lỗi thường đường ngàn tỳ kheo ni ưu bà tăng ưu bà di quân vương vương tứ đại thần nhân dân bà la môn cư sĩ thầy cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen hàng chư thiên ở trên hư không vì nghe pháp cũng thường theo hầu nếu ở trong xóm làng thành năm rừng cây vắng về có người đến buông cả ngồi hàng chư thiên ngày đêm thường vì pháp mà về ô đó có thể khiến người nghe đều đang vui mừng vì sao vì kinh này được sức thần của tất các đức Phật thuở quá khứ vị lai hiện tại giữ gìn vậy văn thù sư lợi kinh pháp hoa này ở trong vô lượng cõi nước những đền danh tử còn chẳng đáng nghe hạ uống là đang thấy to tri đồng tùng văn thù sư lợi thí như vô chuyện luân thánh vương sấn lực mạnh mẽ muốn dùng oai thế hàng vùng căn nương mà các vua nhỏ chẳng thuần mạng lình bấy giờ chuyển luân thánh vương đem các đạo binh qua đánh dẹp vua thấy binh chúng những người đánh giặc có công liền dứt vui mừng theo công mà thượng ban hoàng ban cho ruộng nhà xóm làng thành năm hoàng ban cho đồ y vùng trang nghiêm nơi thân hoàng cho các món trưng bảo vàng bạc liễu lý xa cừ mà nào sang ngô
hồ văn voi ngựa xe cổ tôi tớ nhân dân chỉ viện minh châu trong bụi tóc chẳng đem cho đó vì sao vì riêng trên thành vua có một viên châu này nếu đem cho đó thời càng quyến thuộc của vua hoàng đứng kiến là văn thù dư lời như lai cùng lại như thế dùng sức thiền định trí huệ đặng cõi nướng pháp nhau trong ba cõi mà vương chẳng hứng thường phục các tướng hiền thánh của như lai cùng ma đánh nhau những người có không lòng cũng vui mừng ở trong hàng chúng vì nói các kinh khiến tâm kia vui thích bằng cho các pháp thiền định giải toán vô lậu căn lưng và lại bằng cho thanh niên bằng báo rằng đặng diện đồ đề dừng dạng lòng chúng làm cho đều đặng vui mừng mà chẳng vì đó nói kinh pháp hoa này văn thù sư lợi như vua truyền luân thấy các binh chúng những người có công lớn đem viên minh châu có tin từ lâu ở trong búi tóc chẳng vọng cho người mà này cho đó đức như lai cùng lại như thế làm vì đại và vương trong ba cõi đêm pháp màu giáo tương cả chúng sanh thấy quân nghiền thanh cùng mà ngủ ấm mà viện nào mà chết đánh nhau có công lao lương diện ba đồng cõi ba cõi pha lưới mà lúc ấy như lai cũng rất vui mừng kinh pháp hoa này có thể khiến chúng sinh đến bậc nhật thiết trí là và mà thương cả thế gian nhiều ăn ghen khó tin trước như từng nói mà nay nói đó văn thù sư lời kinh pháp hoa này là lời nói bừng nhận của Như Lai ở trong các lời nói thời là rừng râu rốn râu mời bằng cho như vua sức mạnh kia lâu gìn viên minh châu mà nay mới cho đó văn thù sư lợi kinh pháp hoa này là tạng bí mật của các đức Phật Như Lai ở trong các kinh tới là bừng trên hết lâu ngày gìn giữ chẳng vòng tiếng nói mới ở ngày nay cùng với các ông mà bày nói đó luôn đó đức thế tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng thường tu hành nhưng dùng thương xót tất cả chúng mới có thể diễn nói kinh của Phật khen ngợi đời mạt thế về sau người thọ trì kinh này với tài gia dưỡng cha mà chẳng phải Bồ Tát nên sanh lòng từ bi nhưng người đó chẳng nghe chẳng tin kinh pháp này đời là mơn lời lớn ghi ta dân vần đạo dũng cán dân vương tiền vì nói kinh pháp này làm cho trụ trong đó tí như vua chuyển luân thánh vương có sức mạnh bình thường đánh có công thượng ban những đồ vật voi ngựa và xe cổ có trang nghiêm nơi thân và những ruộng cùng nhà xóm làng thành năm tay hoặc ban cho y vùng căng mòn trưng bao là tôi tớ cùng của cải đều vui mừng ban cho nếu có người mạnh mẽ hay làm đường vì đó vua mới mở búi tóc lấy minh châu cho đó đức Như Lai cũng thế là vua trong các pháp nhẫn nhục sức rất lớn tạng bảo trí tuệ sáng dùng lòng từ bi lớn đúng như pháp đồ đời thầy tất cả mọi người chịu các điều cổ nào muốn câu đường giải toán cùng các ma đánh nhau vẫn vì chúng sanh đó nói các món kinh pháp dùng sức phương tiện lớn nói các kinh điển đó đã biết loài chúng sinh đang sức mạnh kia rồi rốt sau mới vì chúng nói kinh pháp hoa này như vô tánh mở tổng lệ
đại minh châu cho đó kinh này là bình tồn trên nên trong các kinh ta thường giữ gìn luôn chẳng vọng vì mở bài này chính đã phải luôn vì các ông mà nói sau khi ta diệt độ người mong cầu Phật đạo muốn đặng chỗ an ổn diễn nói kinh pháp này phải nên thường gần gũi bốn pháp trên như thế người đồng tụng kinh này thường không bị ưa nào lại không có bền đầu nhang răng đường trăng dần chẳng sanh nhà bừng cùng dòng tí tiền dấu ra chúng sanh thường ưa thấy như ham mộ hiền thành các đồng tử cõi trời dùng làm kẻ sai khiến giáo gậy chẳng đến đường đồng dư chẳng hai đường nếu người muốn mắc nhiên miệng đời liền ngầm bên giàu đi không giờ rèn dường như sư tử vương đi huệ rừng sáng ruốc như mặt trời trói sáng nếu ở trong chim bao chỉ thấy những việc tốt thầy các đức Như Lai ngồi trên tòa sư tử các hàng chúng tỳ kheo vây quanh nghe nói pháp lại thấy các long thần cùng a tu la thầy tổ như các sông ngàn đều cung kính chắp tay từ ngó thấy thân mình mà vì chúng nói pháp lại thấy các đứng vần thân tương thuần sáng vàng phong vô lượng hào quang rồi gom đến tất cả dùng giọng tiếng và mắm mà diễn nói các pháp Phật vị hàng tự chúng nói kinh pháp vô thường thấy thân mình ở trong chắp tay khen ngợi Phật nghe pháp lòng vui mừng mà vì cúng dường Phật vâng đàng pháp đà la ni chân bừng bừng thôi đi vâng biến tâm người đó đã sâu vào vâng đạo liền vì tỏ ký cho rẻ thành tội danh giang thiên nam tử người này sẽ ở đời vì lai chứng đẳng vô lượng chỉ nên đạo lớn của Phật cõi nước đứng nghiêm tên rộng lớn không đau bằng cùng có hàng tứ chúng chắp tay nghe nói pháp lại thầy thân của mình ở trong rừng núi vắng tu tầm các pháp lành chứng từng tương các pháp sâu vào trong thiền định thấy các Phật mười phương các Phật thân sắc vàng trăm phương tương trang nghiêm nghe pháp vì người nói thường có mộng tốt đó lại mộng làm quân vương bỏ cung điện quyền tuông và ngũ dùng thường diệu đi đến nơi đạo tràng ở dưới cõi bồ đề mà ngồi tòa sư tư cầu đạo qua bảy ngày đẳng trí của các Phật thành đạo vô thượng rồi dạy mà truyền pháp luân vì bốn chúng nói pháp trải nghìn muôn ứng kiếm nói pháp màu vô lầu đồ vô lượng chúng sanh sau sẽ vào niên bàn như khói ên đèn tăng nếu trong đời ác sau nói pháp bậc nhất này người đó được lợi lớn các công đức như trên nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Phục nguyện Tam Bảo chứng minh oai thần hộ niệm Bồ Tát Thánh Tăng Phạm Vương Đế Thích Tứ Thiên Vương chúng Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Thần Vương Nhất Thiết Thiện Thần chứng minh gia hộ. Đệ tử chúng con nguyện đem công đức tu hành thật có trong ngày hôm nay đối với thân thực hành thiểu dục chi túc, đối với khẩu nói lời thanh tịnh xa rời các dục, đối với ý thường tư duy chính pháp. Chúng con kính nguyện Sư Phụ của chúng con Tứ Đại Điều Hòa, Chủ Thế Xa Bà dài lâu đời đời các kiếp vị lai thị hiền, mang ánh sáng trí tuệ bát nhã của các đức Như Lai, phổ độ quần sinh khiến cho muôn loài đều thấm nhuần lời Đức Phật dạy.
tin sâu nhân quả, phát tâm Bồ Đề, ứng dụng tu hành, sống cuộc đời giác ngộ, an vui giải thoát. Nguyện cho thân phụ, thân mẫu của sư phụ và cha mẹ của tăng ni Phật tử đang tu tập tại chùa, bệnh tật được thuyên giảm, tăng trưởng duyên lành, tu theo chính pháp. Nguyện cho nhân dân Phật tử thiện nam tín nữ đã về chùa phát tâm cúng dường và tu tập, tùy theo phúc báu của mình mà được bệnh căn thuyên giảm, gia quyến an khang. Lòng tin nơi Tam Bảo càng sâu, tâm từ bi đối với chúng sinh tăng trưởng. Nguyện cho các hương linh chiến sĩ trần vong, đồng bào tử nạn, dân quân du kích tử vệ, những người đã chết trong các cuộc chiến tranh, cùng 12 loại cô hồn, chư vị hương linh gia tiên nội ngoại, kiếp này và các kiếp trước, các hương linh oan gia trái chủ của tăng ni Phật tử tại chùa, các hương linh có nhân duyên tại địa cuộc này, các hương linh liên quan đến việc độ sinh của chư tăng chùa Ba Vàng. Tùy theo phúc báu cúng dường và tu tập của chư tăng ni và các tín chủ mà được phát tâm giác tỉnh, lìa khổ u minh, khởi niệm từ bi xa rời ác đạo, tín sâu Tam Bảo, sớm sinh cõi Phật an vui. Chúng con xin hồi hướng công đức tu hành này về Vô Thượng Bồ Đề và hồi hướng cho các nhà quản lý, các nhà khoa học, các nhân viên y tế và tất cả những ai đang nỗ lực trong công cuộc phòng ngừa, khống chế và dập tắt dịch COVID-19 tại Việt Nam cũng như trên thế giới, có đủ duyên lành kiểm soát được dịch, sớm tìm ra vaccine, dứt trừ nạn dịch. Hồi hướng cho tất cả những bệnh nhân có thêm năng lượng tích cực cho việc điều trị bệnh. Hồi hướng cho tất cả những bệnh nhân qua vãng sớm được sinh về cảnh giới an lành. Nguyện cho tất cả tăng ni Phật tử chùa Ba Vàng cùng với gia quyến đều không bị lây nhiễm bệnh này. Chúng con lại xin hồi hướng hóa giải nghiệp dịch bệnh phát sinh, động đất, các nạn nước do biển động và lũ quét lụt lội, tiêu trừ ác nghiệp chết trùng trong các nạn dịch này cho chúng sinh. Hồi hướng cho các chúng hành bệnh quỷ vương, ác độc quỷ vương, đa ác quỷ vương, huyết lễ sầu quỷ vương cùng các tiểu quỷ tử theo kinh Địa Tạng có liên quan tới ác nạn của nhân loại. Nguyện cho chúng quỷ này được nương các công đức tu tập pháp lục hòa của chúng con mà tăng phúc, tăng duyên, giác ngộ Phật Pháp, từ bỏ việc ác, hộ trì việc thiện, phát tâm Bồ Đề, hộ trì Tam Bảo, cùng với chúng con kết duyên pháp lữ, thực hành công hạnh Bồ Đề, truyền tải Phật Pháp, phổ độ chúng sinh, cầu Vô Thượng Bồ Đề. Nguyện cho nước nhà có phúc, dân tộc chúng kiên trì đức tròn đầy, nhân tâm hòa lạc, già trẻ kính nhường, chi ngu chẳng nghịch, mọi người chung sức giúp nước an dân, người vật cùng hưởng. Lại nguyện dòng giống Việt Nam khác thế tâm đồng, quay về nguồn xưa phát minh bản địa, mong cho ba nghiệp trong tiêu chân tâm, tỏ rõ quốc độ thanh bình, đạo đời yên ổn. Các nguyện phước ban tất cả đức độ quần sinh, Phật Pháp thịnh hưng tam độ rất sạch nhà. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Tụng kinh công
đức có bao nhiêu, con xin lấy đó hồi hướng về nguyện khắp pháp giới các chúng sanh thấy đều thế nhập vô sanh những nguyện tiêu ba chương dành việc nào nguyện đường trí tuệ thực sáng người nguyện các tội chương thầy tiêu trừ đời đời thượng hành Bồ Tát đạo nguyện đem công đức tu hành này chẳng rải mười phương khắp tất cả hiện thầy chúng con cùng các loài đồng được lên ngôi vô thượng giác tự quy y Phật ơi nguyện cho chúng sinh hiểu thấu đạo lớn ơi phát tâm vô thượng. Tự quy pháp ơi nguyện cho chúng sinh kinh tạng ơi chi tuệ như biển. Tự quy y tăng ơi nguyện cho chúng sinh quản lý đại chúng